Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Ca đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với khóa học từ học Python nha. Từ học lập trình Python nha. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe. Và chờ dẫn xem ở dưới phần mô tả nếu các bạn không hiểu gì, để mình giải thích cho các bạn nha. Giờ bắt đầu nè. Thì hôm nay chúng ta sẽ học bài 2 và khóa học từ học Python. Thứ nhất là chuẩn bị những thứ gì để có thể lập trình Python. Thì bài trước chúng ta đã học vừa giới thiệu vừa Python. Giờ hôm nay giờ làm sao là chúng ta có muốn lập trình và một chương trình bằng Python. Chúng ta sẽ cải có một những cái chuẩn bị những thứ gì đó. Chứ không phải là Python đó từ có sang được mà lập trình nha. Rồi, giờ bắt đầu nè. Phần thứ nhất là Python cần phải có những thứ gì. Thì trước khi mà bạn muốn lập trình với Python ấy, thì bạn sẽ cần phải có những thứ cần thiết để có thể lập trình với Python. Và đó chính là hai thứ cần thiết chính luôn. Còn mấy thứ còn lại là chỉ là phụ. Nếu các bạn muốn cần hay đỡ làm dự án gì đó. Đó chính là cái này. Đầu tiên là ngôn ngữ lập trình Python cho máy tính. Cái đó là cái ý chính. Không có đó là mình không thể lập trình được. Và cái thứ hai là IDLE, tiếng phần mềm thuận thảo trong Python. Cái đó cũng chính nhưng mà nó chịu phù chút hơn. Do ngôn ngữ lập trình Python cho máy tính ấy, là mình phải tải xuống thì mình mới lập trình bằng ngôn ngữ Python được. Còn đây là các IDLE hoặc các phần mềm soạn thảo cho Python. Nếu mà cái đó nó chỉ soạn thảo không, tạo ra một cái chương trình. Mà tạo ra chương trình Python ấy phải có ngôn ngữ lập trình Python. Không có ngôn ngữ lập trình Python thì IDLE hoặc các phần mềm soạn thảo cho Python cũng không có làm gì được. Hoặc là mình không có IDLE các phần mềm soạn thảo cho Python mà mình có ngôn ngữ lập trình Python cho máy tính vẫn lập trình được. Thì nếu các bạn không biết IDLE và các phần mềm soạn thảo cho Python nó đều là giống nhau thì các bạn đang tự hỏi IDLE là gì. Thì cái chữ IDLE ấy thì mình ghi bị lộn nha, cái chữ L. Rồi thì IDLE là gì thì mình sẽ nói cho các bạn nghe. IDLE còn được viết tắt theo tiếng Anh là Integrated Development Environment, được gọi là môi trường phát triển tích hợp, là một loại phần mềm máy tính có công dụng hỗ trợ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm. Các lập trình viên thường sử dụng IDLE với mục đích chủ yếu là viết bản nguồn. Thì cái IDLE ấy, cô được gọi là môi trường phát triển tích hợp ấy, thì nó chỉ là một cái phần mềm máy tính, nó có công dụng hỗ trợ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm. Giống như cái rất là nhiều loại IDLE, giống đỡ mà giúp chúng ta có thể lập trình những ngôn ngữ lập trình khác nhau dành cho lập trình viên và trong việc phát triển phần mềm, giống như là Strat, Python rồi vân vân. Thì các lập thì IDLE ấy nó thường chủ yếu ấy là nó chỉ viết người mạng nguồn không, kiểu giống như là soạn thảo cho Python, viết lệnh viết đồ thông lộ chạy chương trình, chạy được không mình lưu mình gửi cho người ta, chạy cho người ta xem, có vậy thôi. Tuy nhiên IDLE không chỉ đơn giản để viết mã nguồn mà bên trong nó còn tích hợp các công cụ hỗ trợ bao gồm trình biên dịch, hoặc trình thâm dịch, chạy công cụ xây dựng tự động, trình gỡ lỗi, debugger, hệ thống quản lý phiên bản và các công cụ giúp đơn giản hóa việc xây dựng GUI và còn nhiều thứ nữa. Thì trình biên dịch hoặc trình thông dịch có nghĩa là nó sẽ dịch mấy cái lệnh mà mình mới viết vào để mà nó tạo ra cái thứ mà mình muốn chạy trong Python. Nhưng như mình muốn in hello ấy, mình ghi lệnh gì đó print hello thì nó sẽ người ta sẽ dùng IDLE, nó sẽ dùng trình biên dịch hoặc trình thông dịch để nó dịch chỉ lệnh print hello send sang màn hình
ta sẽ in lên chữ hello cho màn hình. Còn công cụ xây dựng tự động ấy, giống như mình em viết lệnh ấy, mình có cái lệnh mình không nhớ cái chữ cuối cùng là gì, thì công cụ này nó sẽ giúp cho mình. Mình viết chữ gì nó tự động ra cái chữ đầu hàng cho nó. Giống như mình chữ print ấy, thì mình không nhớ chữ print ghi sao, mình nhớ có chữ br, mình ghi chữ br vô nó sẽ hiện lại cái chữ ở trên là print, là mình ghi theo, có vậy thôi. Tiếp theo là trình gửi debugger, thì cái đó giống như bạn bị lỗi ấy, thì nó sẽ nói là bạn lỗi chứ không phải nó gửi lỗi cho bạn nha. Nó kiểu nó viết cái thông tin của cái lỗi đó ấy, nó đại. Còn hệ thống mạng lấy phiên bản là cái công cụ đơn giản giúp hóa việc xây dựng GUI. Mấy cái đó là mấy cái phụ, kiểu giống như các bạn muốn tạo hệ thống mạng lấy, mạng lấy cho cái phần mềm đồ ấy, hoặc là tạo ra một cái GUI giống như cái màn hình, màn hình đỡ mà mình mua bán hàng rồi vân vân, nên nó cũng không cần thiết. Và nhiều thứ, còn nhiều thứ nữa trong Adobe, nhưng mà có ba cái nó được, đó chính là trình biên dịch hay trình thâm dịch, công cụ xây dựng tự động, trình gỡ lỗi debugger. Rồi thì suy cho cùng Adobe sẽ giúp bạn thuận tiện hơn cho việc phát trong quá trình phát triển ứng dụng phần mềm. Nếu mà không có Adobe ấy thì các bạn vẫn có thể biết bạn luôn được. Đơn giản nhất đó chính là các bạn chỉ cần trình biên dịch cho tương ứng của ngôn ngữ lập trình là được. Giống như có một cái ngôn ngữ lập trình nó kiểu giống Python mình nè, nó cũng có một cái idol của riêng nó có sẵn, nên mình chỉ cần dùng nó mình làm và nó không cần tải xuống kiểu vậy ấy. Nhưng tuy nhiên việc thiếu idol sẽ khiến cho mẹ việc biết viết mẹ nguồn của bạn thêm phức tạp, mất thời gian hơn, thậm chí là không hiệu quả đối với các chương trình lớn có cấu trúc phức tạp. Idol có các công cụ của nó giúp việc lập trình trở nên dễ dàng và ít mắc lỗi hơn. Đây nó giúp mình giống như xây dựng khối, xây dựng lên. Và lúc này mình mới nói với bạn mà cái có trong IDE ấy, công cụ xây dựng tự động, hoặc là bạn bị lỗi nó sẽ dùng trình gỡ lỗi, còn được gọi là debugger như lúc này mình nói. Đấy, nó sẽ ít phức tạp hơn. Còn nếu mình dùng cái gốc ấy thì kiểu nó không có nói lỗi gì hết, nó không có tự động xây, nên thấy nó khó lắm. Lần chúng ta cần thiết nên dùng IDE, nên IDE cũng là cái chính. Wow. Thì